lại cháy rồi. Chỉ còn vài vé nữa là chuyến bay xuyên Việt đi tìm may mắn của chúng tôi có thể cất cánh được. Xin mời bà con mua ngay kiểu hết mua đến ca của đời mình. Nào, xin mời bà con. Xin mời. Nào, xin mời mọi người. Máy bay sắp sửa cất cánh, mua ngay kiểu hết. Khi máy bay cất cánh, máy bay đổ vô sân bay nào, đèn sân bay đó bật sáng. Ai có số vé nào trùng với số vé của sân bay, người đó sẽ được xúc thưởng. Nào, xin mời. Nào, đây của anh đây, cho em xin tiền. Xin mời mọi người hãy chọn cho mình bến ga may mắn. Đây, vé của bà đây. Bến ga may mắn đang chờ đón các bạn. Chỉ còn một số vé rất ít ỏi nữa là máy bay. Nào, ai mua nào, tiền đâu. Xin mời bà con, còn hai vé cuối cùng đây, ai mua nốt nào. Máy bay của chúng tôi đang kiểu hết nào. Xin mời tất cả hãy mua chiếc vé cuối cùng để chúng tôi có thể bay thật được ạ. Máy bay chúng tôi đang khởi động, các bạn hãy nhìn xem. Mỗi người hãy chọn cho mình một ga đến đỗ. Nào, xin mời tất cả. Nào, bao nhiêu tiền một vé? 1.000 thôi. Giá rẻ nhất của đất đây. Mua đi. Đây. Mua đi anh ơi. Này, cho hai vé. Có ngay. Tôi lấy con số 9, cậu lấy số nào? Con 11. Hai vé à? Xong ngay. Nào, có ai mua tiếp không nào? Máy bay sắp sửa cất cánh đấy. Cháy nữa. Vâng. Ngốn bóng quá. Thôi được rồi, thay cái khác vào đi. Mà giữ cái này cẩn thận nhé, kẻo vỡ. Mấy hôm nay cháy mất 3 cái cho vẫn giữ cẩn thận đấy chứ. À, thôi được rồi, đi đi. Nào, xin mời mọi người nhanh tay kẻo hết. Nào, xin mời tất cả bà con hãy mua vé đi. Chỉ còn vài phút nữa chúng tôi bắt đầu cất cánh. Này, chỗ trên này còn ở đây lâu không? Không biết, phụ thuộc vào ông chủ. À, mai tao muốn rủ mấy thằng nữa đến chơi mà. Này, ra kia với tao một tí được không? À, tướng gì? Để lúc khác. Bây giờ tao đi thì chết đòn. Ngày mai cứ việc đến, chưa đi đâu.
Thôi, chạy thế đủ rồi. Bây giờ ta ra góc sân đằng kia, tớ sẽ dạy các cậu thế cây cô mi mới mà tớ học được. Nếu phải tung chân đá cao là tớ chịu đấy. Thế cô mấy hôm trước, chân tớ vẫn còn tập tễnh đây này. Lại tập nữa à? Sao? Béo như cậu mà không chịu khó tập thì chỉ như cái bị bông thôi. Tớ vẫn tập đấy chứ, ngày nào tớ chặt tập chặt gạch. Cậu biểu diễn cho bọn tớ xem đi, được mấy viên rồi? Tớ đi nhặt gạch nhá. Hôm qua tớ tập nhiều quá, tay vẫn còn đau, để lúc khác nhá. Ôi thôi chết, mẹ tớ dặm mua thịt mà tớ suýt quên. Thôi tớ đi đây. Nó nói phét đấy, nó sợ bị tập nên trốn đi đấy. Hôm trước tập chặt mấy viên ngói mà nó phải kê cả gối lên để chặt. Thôi ta vào tập tiếp đi, miếng này tuyệt chiêu lắm. Đi đi đi, nó đi ăn mảnh đấy, bám theo đi. Tớ nghi thằng béo này tìm ra đầu mối vụ BDK8. Kệ xác nó, cho nó đi ăn mảnh, tớ vào học trường mới đã. Cậu thích thì đi theo nó. Này, chưa bắt đầu à? À, lại mày à? Sao ra sớm thế? Phải gần trưa mới bắt đầu, chứ mày bảnh mặt ra, đâu có ma nào đâu mà chơi. Không, tao đến tìm cậu. Tìm tao? Để làm gì? À, mình đi ăn sáng. Tớ có chuyện muốn bàn với cậu. Thật đấy. Ăn sáng à? Nghe được đấy chứ nhỉ? Thì đi. Không hiểu, hôm nay vào cầu gì đây?